Em xin mến chào chị và các bạn quý thích cây mai vàng. Trước tiên xin được chúc anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trong tất cả các công việc. Thì ngày hôm nay là mùng 4 tháng 10 âm lịch rồi. Em cũng làm clip chia sẻ đến với anh chị về một số việc mà anh chị mình cần phải hết sức lưu ý để chăm sóc cho cây mai của mình trong cái giai đoạn cuối này từ tháng 10 âm lịch cho đến cuối năm. Để làm sao giúp cho những cây tới thời điểm này nụ nó còn yếu, còn nhỏ thì có thể phát triển nhanh kịp vào cái dịp Tết. Còn những cây nụ nó đã to lớn thì chúng ta cũng cần phải lưu ý chăm sóc để nó giữ được những cái bóp nụ hạn chế tối đa cái tình trạng nở bông sớm ha. Thì à, thời gian từ giờ cho đến ngày mà chúng ta lặt lá để cái mai nở bông vào dịp Tết đối với thời tiết và khí hậu ở miền Nam thì à, cũng không còn nhiều ha anh chị. Chỉ dao à, động hơn 2 tháng nữa thôi. Hôm nay đã là mùng 4 tháng 10 âm lịch rồi. Cho nên chúng ta cũng cố gắng làm sao giữ cho cây mai của mình nó khỏe mạnh và giữ được những cái bốp nụ trọn vẹn để nó nở bông đẹp vào cái ngày Tết. Công sức chúng ta chăm từ đầu năm tới giờ cũng khá là vất vả ha anh chị. Thì từ giờ đến cuối năm em cũng sẽ cố gắng thường xuyên làm clip chia sẻ để chúng ta cùng nhau chăm sóc cây mai của mình được tốt hơn ha. Thì anh chị mình cố gắng theo dõi Cũng như những anh chị mới biết kênh của em Nếu chưa đăng ký kênh Thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới Và nhấn vào chuông thông báo chọn tất cả Để mỗi khi em đăng clip Thì anh chị mình sẽ đón nhận được ha Đó thì thời tiết Bắt đầu bước qua từ đầu tháng 10 âm lịch cho tới ngày hôm nay Thì em thấy bắt đầu nắng gắt trở lại rồi ha anh chị Thời tiết bắt đầu nắng gắt trở lại Thì đây là cái điều kiện rất là tốt để giúp cho những cái bốc nụ ở trên cây nó phát triển được nhanh lớn đối với những cây mà tới thời điểm này nụ nó còn nhỏ thì khi thời tiết nắng gắt như thế này kết hợp với chế độ phân bón chúng ta chăm sóc thì bốc nụ nó sẽ phát triển rất là nhanh ha và cái giai đoạn này chúng ta kết hợp cái phân bón có hàm lượng kali cao thì những cái chồi non trên cây nó cũng sẽ bắt đầu đứng lại ha cho nên nụ nó sẽ rất là nhanh lớn nhưng bên cạnh đó thì những cây mà tới thời điểm này nụ nó đã tương đối lớn hoặc quá lớn mà chúng ta chăm sóc không tốt thì cái khả năng nó sẽ bung nở sớm ha nếu như thời tiết nó thay đổi bất chợt thì có thể nó sẽ bung nở sớm cho nên ngày hôm nay em chia sẻ một số cái vấn đề anh chị mình cần phải lưu ý để chăm sóc và giữ cho cây mai của mình được tốt hơn thì cái việc đầu tiên mà anh chị mình cần phải lưu ý trong cái giai đoạn từ tháng 10 âm lịch này trở đi khi chăm sóc cho cây mai của mình đối với những cây mà chúng ta chơi bông vào cái dịp tết năm nay đó là nước tưới cho cây ha từ thời điểm này trở đi anh chị mình phải duy trì đều đặn cái độ ẩm đừng để cho cây nó bị thiếu hụt nước ha nếu như giai đoạn này mà anh chị mình để cho cây nó bị thiếu hụt nước rồi anh chị mình tưới lại nó bị sốc nhiệt thì những cái bốc đụ trên cây rất dễ bung nở ha nhất là những cái mai của anh chị tới giai đoạn này bốc đụ nó đã lớn đều mà anh chị mình à, vô tình để cho cây nó bị thiếu nước chắc trồng nó khô mà giai đoạn này chỉ cần có một cơn mưa phớt qua thì cái khả năng là nó sẽ bung nở đồng loạt luôn ha thì à, mấy ngày gần đây cũng có nhiều bạn hỏi là em à, nghe có người nói là cây mai của mình tới thời điểm này nếu như nụ nó còn là, là nụ kim thì ngưng nước tưới để cho nụ nó nhanh phát triển có đúng không anh thì hiện tại cây của em nụ nó đang còn là nụ kim thì bây giờ em ngưng nước nó có ảnh hưởng gì tới cây không thì em cũng xin được trả lời và chia sẻ để anh chị mình hiểu thêm cái vấn đề này cái vấn đề ngưng nước ở đây không phải là anh chị mình ngưng để cho chất trồng nó khô queo lại ha. Nếu như anh chị mình ngưng mà chất trồng nó khô queo lại, trong vòng 2 ngày bộ lá trên cây nó héo rũ. Khi anh chị mình tưới nước lại là em bảo đảm với anh chị là những cái lá già nó sẽ rụng hết ha. Và khi cái lá những cái lá già nó rụng mà những cái nụ ở trên cây nó còn là cái kim thì nó sẽ phát triển thành đọt non. Chứ nó không thể nào chuyển thành nụ được ha. thì cái vấn đề ngưng nước ở đây tức là anh chị mình giảm bớt cái liều lượng nước tưới lại thay vì mỗi ngày anh chị mình tưới cho cây hai lần thì thời điểm này nếu như những cây mai của anh chị nụ nó còn là nụ kim thì anh chị mình có thể giảm bớt lại một ngày chúng ta tưới cho cây một lần đủ nước vào buổi sáng và anh chị mình có thể cách một ngày chúng ta tưới lại cho cây một lần chứ anh chị mình không có bỏ cho chất trồng nó khô ha khi anh em người ta chia sẻ nhưng có thể là à, một phần là anh em người ta nói không có góc à, hết cái lời cái thứ hai là đôi khi anh chị mình à, nghe nhưng à, nó chưa được rõ anh chị mình áp dụng không đúng thì nó không đem lại cái hiệu quả mà nó sẽ làm ảnh hưởng cây mai của mình ha chúng ta chỉ giảm bớt nước tưới để cho cái chất trồng nó có cái độ ráo Tức là nó thiếu hụt nhẹ Giống như là chúng ta tạo cho cây nó có cái độ sốc nhẹ Và chúng ta kết hợp với chế độ phân bón hợp lý Thì những cái bốc nụ nó mới phát triển nhanh lớn ha Chứ không phải anh chị mình cứ ngưng nước là nụ nó lớn đâu ha đó thì đó là cái vấn đề đầu tiên mà anh chị mình cần phải lưu ý để chăm sóc cho cây mai trong giai đoạn này ha còn vấn đề thứ hai đó là về cái chế độ phân bón cho cây trong cái giai đoạn từ tháng 10 âm lịch này trở đi thì đối với những cây mà tới thời điểm này nụ nó đã phát triển từ nụ gạo trở lên thì hôm đầu tháng 10 em đã chia sẻ đến với chị là từ cái giai đoạn này đến cuối năm là chúng ta ngưng sử dụng cái hàm lượng lăng cao mà chúng ta chỉ sử dụng những loại phân bón có chỉ số kali cao để giúp cho bộ lá của cây nó già lại từ từ để nó trả nhựa lại cho thân và nó giúp cho những cái bốc nụ ở trên cây nó già nó chắc nụ và cái lớp vỏ lụa bên ngoài nó rám vàng lại thì nó mới kèm giữ và hạn chế được tối đa cái tình trạng bung nở sớm ha nhưng anh chị mình phải kết hợp là giữ ẩm đều đặn ha chứ còn anh chị mình bón kali cao nụ nó rám vàng mà anh chị mình để chất trồng khô rồi anh chị mình tưới lại thì nó vẫn bung nở đồng loạt ha cái thứ hai là liều lượng phân bón đối với những cây mà mức độ bóp nụ nó đã từ hạt gạo trở lên thì anh chị mình phải giảm liều lại ha chúng ta tưới cái liều nó nhẹ lại như bình thường anh chị mình tưới 2 gram 3 gram cho một lít nước thì tới thời điểm này nụ nó đã lớn rồi anh chị mình giảm cái liều lại chúng ta tưới một một gram hoặc 1,5 gram cho một lít nước và trường hợp những cây mà nụ nó đã quá to và cái lớp vỏ lụa bên ngoài nó đã rám vàng thì anh chị mình ngưng tất cả những loại phân bón NPK ha chúng ta chỉ tưới nước giữ ẩm đều đặn cho cây và mỗi tháng anh chị mình chỉ bổ sung nhẹ một ít cái phân bón hữu cơ như là phân gà nén hoặc mít hay là à, phân à, trùng quế thì anh chị mình có loại nào chúng ta sử dụng loại đó tuyệt đối không sử dụng những loại phân bón hữu cơ có chứa cái hàm lượng đạm cao ha thì anh chị mình cứ mỗi tháng chúng ta tưới loãng cho cây một ít chứ không cần à, bón quá nhiều ha còn những cây nụ nó nhỏ nụ kim thì chúng ta cứ tăng cường bổ sung cái hàm lượng lân cao xen kẽ với kali cao để giúp cho nụ nó nhanh phát triển thì cách đây hai ba ngày em cũng đã chia sẻ thường xuyên đến với anh chị để anh chị mình kịp thời chăm sóc để anh chị mình có thể xem lại những cái clip cách đây hai ngày để anh chị mình tham khảo cái cách sử dụng phân bón của em nếu như chúng ta thấy hợp lý và cây mai của mình nó đang nụ kim thì anh chị mình có thể áp dụng để chăm sóc ha và cái vấn đề thứ ba mà anh chị mình cần phải lưu ý trong cái giai đoạn từ giờ cho đến hết tháng 11 âm lịch đó là anh chị mình chú ý phun phòng nắm bệnh ha phun phòng sâu rầy nắm bệnh Để giữ cái bộ lá của cây, hạn chế tối đa tình trạng cháy lá hoặc nấm bệnh trong cái giai đoạn cuối này. Bởi vì thời gian còn hơn 2 tháng. Nếu như bây giờ anh chị mình để cho bộ lá của cây nó bị cháy lá hoặc cái giai đoạn cuối mùa mưa này. Khi cây nó bị đốm lá hoặc tháng thư hay rỉ sét Thì qua tới tháng 11 âm lịch dứt mưa trời nắng gắt lại thì những cái lá nấm bệnh nó rất dễ rụng ha mà khi những cái lá nó đã rụng xuống trơ cái nụ ra thì những cái nụ này nó sẽ bung nở và tới giai đoạn cuối khi những cái nụ này nó bung nở thì nó sẽ phát triển đột non ha cũng như trong cái giai đoạn cuối này nếu như anh chị mình không phun phòng nấm bệnh thì nó rất dễ xảy ra cái tình trạng mà những cái bóp nụ ở trên cây nó bị khô ha. Nó bị khô hoặc bị đen. Hay là nó khô ở cái chân chân nụ ha anh chị? Nó khô ở chân nụ rồi cái nụ từ từ nó teo lại. Thì trong những cái tháng cuối năm này, anh chị mình có thể sử dụng những loại thuốc nấm bệnh để phòng ngừa cái tình trạng hư nụ như là Anvin hoặc cái loại thuốc phòng ngừa nấm bệnh Bum ha nó phòng và hạn chế tình trạng khô cổ bông, tức là nó khô ở cái chân nụ của anh chị. giai đoạn cuối này anh chị mình để ý, có một số nụ nó sẽ bị khô quá nó khô ở ngay cái chân nụ và từ từ nó khô cái nụ lại. thì uh, nay mai em phun cho vườn của em thì em cũng sẽ chia sẻ đến với anh chị để chúng ta cùng nhau chăm sóc ha. Thì từ cái giai đoạn này trở đi là chúng ta đang áp dụng chế độ kali cao. Thì bộ lá của cây nó sẽ từ từ nó ngã vàng lại ha anh chị. Bắt đầu từ từ nó già nó ngã vàng lại. Để nó trả nhựa lại cho thân. Nó có cái màu vàng giống như màu vàng mỡ gà ha. Đó, giống như những cái lá này anh chị mình thấy ha, bắt đầu nó chuyển sang cái màu vàng giống như màu vàng mở gà nhưng cái lá nó vẫn rất là cứng khỏe ha, không phải giống như cái màu vàng của lá bệnh ha anh chị. Đây là màu vàng của cây, cái, cái lá nó khỏe. Khi nó chuyển sang cái ngà ngà vàng như thế mở gà như thế này, những cái lá nó rất là dày và cứng ha. Thì những cái bốp nụ ở trên cây nó sẽ to mập, đều ra tới ngoài đầu đọt ha. thì đó là một vài vấn đề mà em muốn chia sẻ đến anh chị trong ngày hôm nay để anh chị mình lưu ý chăm sóc cho cây mai của mình được tốt hơn ha và clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng trước khi kết thúc em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ và cuối clip một lần nữa em xin được chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn thật nhiều sức khỏe vui vẻ ấm áp bình yên và hạnh phúc ha